Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 248. Chuyển ngữ Thiên Quang, biên tập Vương Cư Sĩ. Thời gian ngày 27 tháng 12 năm 1999. Địa điểm Tịnh Tông Hợp Hội, Singapore. Mời mở kinh bổn ra. Đoạn Trường Hàng Càng Thác Bà Dương, xem từ câu thứ 8. Phổ Phóng Bảo Quang Minh Càng Thác Bà Dương, đắc hiện nhất thiết đại hoan hỷ, quang minh thanh tịnh thân giải thoát môn. Trong đoạn này, Đại sư Thanh Lương nói với chúng ta: hiện nhất thiết đẳng giả, thân quang phổ chiếu, trần bất năng nhiễm, kiến giả tức hoan, trí quang duyệt cơ, hoặc lùy bất sanh, hữu hoan hỷ giả, cố vân đại hỷ. Kinh Sớ hợp lại xem thì ý nghĩa rất rõ ràng. Phật Bồ Tát vì chúng ta thị hiện, chẳng qua là lợi ích tất cả chúng sanh. Lợi ích quan trọng nhất là giúp chúng sanh đoạn phiền não, khai trí huệ. Đây chính là chánh pháp. Nhà Phật thường nói: chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Bài kệ này có thể nói là tổng thuyết mười phương ba đời tất cả chư Phật Như Lai, ứng hóa ở thập pháp giới, ứng hóa ở thế gian. Nếu như chúng ta muốn phân biệt, có phải Phật pháp không? Có phải chánh pháp không? Dùng bốn câu kệ này đối chiếu một chút thì không khó phát hiện. Nó là chánh, là tà, là chân, là giả. Phật pháp chân chính chắc chắn là dạy chúng ta đoạn tất cả ác. Tiêu chuẩn thiện ác thấp nhất là ngũ giới thập thiện. Tiêu chuẩn thấp nhất, nếu như muốn nói đến cấp cao, vậy càng vi tế.
Giống như Phật nói ở trong Hoa Nghiêm Pháp Hoa, Lăng Nghiêm Bát Nhã, đó là tinh hoa của tâm tánh. Vì thế Phật dạy chúng sanh, chúng ta cần phải ghi nhớ Phật giảng học, Phật lên lớp dạy chúng ta. Chư Phật Bồ Tát chắc chắn không dùng thần thông mê hoặc để đối đãi tất cả chúng sanh. Phàm là dùng trùng trùng pháp thuật mê hoặc người, chắc chắn là tà pháp, chắc chắn không phải Phật pháp. Phật có năng lực này, ma cũng có năng lực. Quý vị nói thì hiện những thần thông này, ma có năng lực này, Phật cũng có. Nếu Phật dùng những phương pháp này để tiếp dẫn chúng sanh, ma cũng dùng phương pháp này, chúng ta bị mê hoặc. Rốt cuộc họ là Phật hay là ma, phân không rõ. Phật không dùng phương pháp này, Phật dùng dạy học, còn ma không biết dạy học. Ma chắc chắn không thể giảng kinh thuyết pháp, họ không biết. Phật dùng phương pháp này thì ma vô năng bất lực. Vì thế dùng thần thông, dùng cảm ứng không đáng tin. Đó không phải phương pháp bình thường Phật tiếp dẫn chúng sanh. Phương pháp bình thường chắc chắn là chỉ dạy. Từ những chỗ này, chúng ta bình tĩnh quan sát, phân biệt tỉ mỉ Phật và ma thì không khó nhận ra rõ ràng. Chúng ta học tập ở chỗ này. Vị Càn Thác Bà, Phổ Phóng Bảo Quang Minh, công đức danh hiệu không thể nghĩ bàn. Thân phận của Ngài là Càn Thác Bà Vương. Đây là một loại ở trong Bát Bộ Hộ Pháp Quỷ Thần. Trên thực tế, Ngài là chư Phật Như Lai hóa thân. Ngài không phải thật sự là quỷ dương, là hóa thân của Phật Bồ Tát. Vì thế nên dùng thân gì để độ thì Phật Bồ Tát hiện thân sắc đó. Nên dùng thân Càn Thác Bà để độ thì Ngài hiện thân Càn Thác Bà. Ngài hiện thân gì? Hiện tất cả chúng sanh, sanh đại hoan hỷ, quang minh thanh tịnh thân. Quang minh là trí huệ, thanh tịnh là đức hạnh. Ngày nay chúng ta nói có đạo đức, có học vấn. Thân thanh tịnh có đạo đức, thân quang minh có học vấn. Người như vậy, người thế gian hoan hỷ thân cận họ, hoan hỷ học tập với họ. Vì thế danh hiệu của Ngài là Phổ Phóng Bảo Quang Minh. Bảo là ý nghĩa gì? Bảo là tánh đức. Đức năng tự tánh của chúng ta vốn đủ, đây mới thực sự là bảo. Trí huệ đức hạnh của Ngài hoàn toàn tương ưng với công đức tự tánh, đó chính là bảo quang. Tánh đức
Phật dùng ba chữ đơn giản nhất để hình dung nó, chính là giác chánh tình. Giác mà không mê, chánh mà không tà, tịnh mà không nhiễm. Phật gọi nó là Tam Bảo. Mà giác chính là ý nghĩa Phật, chánh chính là ý nghĩa Pháp, tịnh là ý nghĩa Tăng. Bình thường chúng ta học gọi là Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Phật Pháp Tăng là ý nghĩa gì? Giác chánh tịnh. Phàm phu quên mất tự tánh, sau khi mê liền sanh ra biến hóa, giác liền biến thành mê hoặc, bất giác, mê hoặc. Chánh cũng sanh ra biến hóa, biến thành tà tri tà kiến. Tịnh cũng không còn nữa, biến thành ô nhiễm. Chúng ta thử nghĩ trạng thái của chúng ta bây giờ. Chúng ta nghe người ta nói một câu tán thán bản thân liền hoan hỷ. Sự hoan hỷ này bị ô nhiễm. Nghe người ta hủy báng chúng ta liền sân si, cũng bị ô nhiễm. Vì thế lục căn chúng ta tiếp xúc cảnh giới lục trần bên ngoài, khởi tâm động niệm toàn bị ô nhiễm. Thanh tịnh không còn nữa. Thân thanh tịnh là gì? Không bị ngoại cảnh ô nhiễm. Thân này là thân thanh tịnh. Quý vị tân bốc khen ngợi, tôi cũng không sanh tâm hoan hỷ. Quý vị hủy báng nhục mạ, tôi cũng không sanh tâm sân giận. Vĩnh viễn giữ gìn tâm địa thanh tịnh, không bị cảnh giới bên ngoài ảnh hưởng. Đối với chúng ta mà nói, đây chính là công phu. Tu hành có công phu. Trước đây người đọc sách nhà Nho nói tu dưỡng, người đó tu dưỡng không tệ. Nhà Phật chúng ta nói người đó công phu tu trì không tệ. Đây là chân tu. Mỗi ngày niệm Phật, lạy Phật, nếu tiếp xúc cảnh giới bên ngoài vẫn còn khởi tâm động niệm, quý vị uổng công niệm Phật, cũng uổng công lạy. Niệm Phật chủ yếu là tu tâm thanh tịnh, lạy Phật chủ yếu là nhiếp phục tâm ngạo mạn của mình. Dùng đầu của chúng ta, đầu là tôn quý nhất, lạy chân Phật, nhiếp phục ngạo mạn. Đây là đại phiền não. Phật dùng những phương pháp này giúp chúng ta tu sửa những sai lầm này. Chúng ta niệm Phật lạy Phật vẫn còn cống cao ngã mạn. Nói cách khác, những phương pháp này của Phật đối với chúng ta quả là không phát sanh tác dụng.
không những không thể phát sanh tác dụng, còn sanh ra phản tác dụng. Cho rằng bản thân là đệ tử Tam Bảo, mọi thứ cao hơn người một bậc, mọi thứ đều coi thường người, đã sai càng sai. Chúng ta xem thử Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát khiêm tốn, cung kính đối với tất cả mọi người. Chúng ta nên học tập. Năm đầu dân quốc, có một vị pháp sư Diệu Thiện, chùa Kim Sơn Trấn Giang, hoàn toàn giống với tên của pháp sư Diệu Thiện ở phố Đà Sơn bây giờ. Lúc đó người ta gọi ông là Kim Sơn Quạt Phật. Người này là người bất bình thường. Hành vi của ông rất giống Tế Công Trưởng Lão, khùng khùng điên điên, hình như không quan tâm hình dáng bề ngoài, rất tùy tiện. Nhưng ông quả thực là Phật Bồ Tát tái lai. Phàm phu chúng ta không có cách nào so sánh với ông. Ông cũng không cùng công phu với mọi người, ông đơn độc làm. Buổi sáng mỗi ngày, trời còn chưa sáng, ông đã dậy, ở bên ngoài tự viện niệm Phật. Niệm Phật rất lớn, ông niệm Phật không giống với người ta. Xử sự đãi người tiếp vật, nhìn hành vi nói chuyện của ông hình như điên điên khùng khùng, thực ra bên trong đều bao hàm đạo lý lớn. Một năm bốn mùa, xuân hạ thu đông, ông chỉ mặc một chiếc áo. Mùa hè ông cũng không nóng, mùa đông ông cũng không lạnh. Người bình thường chúng ta làm không được. Ăn đồ, ông ăn rất dơ, rất bẩn. Ông cũng không sanh bệnh. Người ta cúng dường tiền giấy cho ông, sau khi ông cầm được thì ăn luôn. Chúng ta biết tiền giấy là dơ nhất, tay mỗi người sờ qua có biết bao vi khuẩn. Người khác đảnh lễ ông, người tại gia đảnh lễ ông, ông nhất định đảnh lễ lại, nhất định phải lạy. Tôi nhìn thấy pháp sư Lạc Quán viết truyện ký của ông, quyển sách nhỏ. Pháp sư Lạc Quán đã từng thân cận với ông. Đối với hành vi của ông, hình như cư sĩ đến lạy, ông lập tức quỳ xuống đất lạy lại. Pháp sư Lạc Quán không cho rằng đúng, trong tâm nghĩ đến như vậy, lão hòa thượng đó biết, tìm cơ hội đến hỏi ông. Ông không cho là đúng, đều hiểu biết. Thường bất khinh Bồ Tát, đó là chỉ dạy người xuất gia chúng ta. Người xuất gia thời đại này quá ngạo mạn. Lão Hòa Thượng ngài hiện thân thuyết pháp, làm ra gương mẫu để cho chúng ta xem. Ông thật sự tùy hỷ, tùy duyên. Người ta mời ông ăn cơm, hoan hỷ. Người này mang một bát mì cho ông, ông ăn luôn. Người kia, thưa sư phụ, con cũng cúng dường thầy một bát. Mười mấy hai mươi người đem đến, trong chốc lát ông ăn hết hai mươi mấy ba mươi bát.
ông có bản lĩnh này. Một vị pháp sư bên cạnh nhìn thấy, pháp sư, ngài không ăn chứ? Ngài nói một câu, không tăng không giảm. Có bản lĩnh này, người bình thường không làm được. Ngài không tăng không giảm. Nhân vật giống như thế, hầu như ở mỗi thời đại đều có xuất hiện. Họ xuất hiện nhất định là chấn chỉnh một số cách làm không như pháp của chúng ta hiện tiền. Chúng ta phải hiểu được, đây thực sự là từ bi ứng thế, phổ phóng bảo quang. Chúng ta phải giải trừ sai lầm của mình. Làm sao giúp bản thân, giúp xã hội, giúp tất cả chúng sanh thành tựu đạo nghiệp chân chính. Chú giải của Ngài Thanh Lương tuy không nhiều, nói rất hay. Thân quan phổ chiếu, trần bất năng nhiễm. Điều này chúng ta cần học tập. Thân chính là tạo tác của thân thể chúng ta, hành vi của chúng ta. Thân đương nhiên bao quát ngôn ngữ, lời nói của chúng ta, tạo tác của thân thể chúng ta. Tương ưng với trí huệ thì thân này phóng quang. Tương ưng với phiền não tập khí thì ánh sáng của quý vị không còn nữa, bị mê hoặc. Tương ưng với trí huệ thì trần không thể nhiễm. Trần là gì? Là cảnh giới bên ngoài. Nhà Phật nói sáu trần: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, là cảnh giới sáu căn chúng ta tiếp xúc. Nói cách khác, cảnh giới sẽ không trở ngại tâm tánh. Mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, lưỡi nếm vị, cho đến ý biết pháp, chắc chắn không có vọng tưởng, phân biệt chấp trước. Các vị phải hiểu được, vọng tưởng phân biệt chấp trước chính là ô nhiễm. Đến tham sân si mạng, đó là ô nhiễm nghiêm trọng nhất. Ô nhiễm chính là tạo nghiệp. Cả đời Thế Tôn khổ tâm nhọc trí chỉ dạy chúng ta. Mục đích chính là giúp chúng ta khôi phục tự tánh. Tất cả chúng sanh vốn dĩ thành Phật, khôi phục tự tánh chính là khôi phục bản lai Phật. Khôi phục tự tánh phải hạ thủ từ chỗ nào? Phải hạ thủ từ không nhiễm trước. Đây là làm công phu chân chính. Khuyên quý vị đoạn ác tu thiện. Đó là gì? Đó là giữ được thân người chúng ta
không đọa ba đường ác. Đây không phải là Phật pháp, là thế gian pháp. Khuyên quý vị đoạn ác tu thiện là thế gian pháp chưa ra luân hồi lục đạo. Khuyên quý vị không nhiễm trước là Phật pháp. Điều này có thể vượt qua luân hồi lục đạo. Trên Kinh Kim Cang, Thế Tôn chỉ dạy tôn giả tu Bồ Đề. Tôn giả phát tâm hoằng pháp lợi sanh. Thế Tôn khen ngợi Ngài, khuyến khích Ngài, phó chúc Ngài, dạy Ngài phải giữ gìn một nguyên tắc. Bất thủ ư tướng, như như bất động. Quý vị phải ghi nhớ hai câu nói này. Hai câu nói này chính là thanh tịnh bất nhiễm. Bồ Tát thì hiện ở thập pháp giới, giúp tất cả chúng sanh. Nên hai câu nói này vô cùng quan trọng. Quý vị muốn giúp chúng sanh thì quý vị không thể không tiếp xúc chúng sanh. Mỗi ngày quý vị ở chung với họ, mỗi ngày ở chung nhưng không được nhiễm trước, không được chấp tướng. Ngoài không chấp tướng, trong không động tâm. Nội tâm là gì? Nội tâm là tình. Hỷ nộ ai lạc là tình. Bên ngoài chấp tướng, bên trong sanh tình, hỏng rồi. Đó không phải quý vị độ chúng sanh, mà chúng sanh độ quý vị chạy mất. Vì thế Bồ Tát độ chúng sanh, điều kiện tiên quyết chính là hai câu nói trên Kinh Kim Cang. Quý vị làm được hai câu nói này, quý vị có tư cách đi độ hóa chúng sanh. Không làm được hai câu nói này, không dám độ sanh. Ngày xưa lão hòa thượng chăm coi học trò rất nghiêm khắc. Quý vị làm thầy được hay không? Quý vị tách khỏi thầy, độc lập đi giáo hóa chúng sanh được hay không? Tiêu chuẩn chính ở hai câu này. Quý vị không làm được hai câu này, thầy từ bi, không để quý vị rời xa. Quý vị giảng kinh thuyết pháp giáo hóa chúng sanh, nhất định ở trong sự xem xét quan sát của lão hòa thượng. Quý vị có ranh giới, có giới hạn, không được vượt qua ranh giới, không được một mình đi ra bên ngoài. Giảng kinh thuyết pháp ở đạo tràng mình, không được đi đến chỗ khác. Đây là ngăn chặn từ đầu. Sợ quý vị không có định lực, thường xuyên tiếp xúc, rất dễ đọa lạc. Họ từ bi, bây giờ không còn nữa. Bây giờ đạo tràng như thế cũng không còn nữa, thiện tri thức như thế cũng không còn nữa. Dù cho có thiện tri thức như thế cũng chẳng ai nghe họ. Xã hội bây giờ dân chủ, tự do khai phóng, vậy có cách gì? Quan hệ luân thường hoàn toàn bị phá hoại. Luân thường chính là nói mối quan hệ giữa người với người, quan hệ cha con, quan hệ vợ chồng, quan hệ bạn bè, quan hệ quân thân. Nhà Phật chúng ta nói mối quan hệ thầy trò
toàn bộ bị phá hoại. Trước kia pháp sư Diễn Bồi thể hội rất sâu đối với điều này. Chúng tôi thường cùng nhau nói chuyện về điều này, nói rất cảm khái. Bây giờ mối quan hệ này không còn nữa, mọi người đều là bạn bè. Bạn bè thích nghe thì nghe, không nghe thì không nghe. Vì thế ngày nay ở dưới tình huống này, chúng ta chăm chỉ nỗ lực thành tựu bản thân, giúp người khác đừng hy vọng. Quý vị có hy vọng thì quý vị chắc chắn sẽ thất vọng. Không ôm bất kỳ hy vọng thì quý vị không có bất kỳ thất vọng. Chúng ta nương theo lời dạy của Phật, chăm chỉ nỗ lực đi làm, làm một gương mẫu tốt cho mọi người xem. Người ta nhìn thấy hoan hỷ cũng được, không hoan hỷ cũng được, tùy ý họ. Chỉ cần chúng ta làm được như pháp, có cơ duyên giới thiệu kinh điển cho mọi người, phải giới thiệu như lý như pháp. Họ nghe hiểu rất tốt, nghe không hiểu cũng tốt. Họ chịu y giáo phụng hành tốt, không chịu y giáo phụng hành cũng tốt. Tâm của chúng ta thanh tịnh. Không được nói, tôi giảng rồi, người ta nghe hiểu rồi làm theo thì tôi rất hoan hỷ, không làm theo thì rất lo lắng. Vậy là sai, thì quý vị bị ô nhiễm. Sự việc gì cũng xem nhẹ nhàng, rộng rãi. Đừng quá nghiêm túc, đừng quá so đo, thì quý vị làm được không bị ô nhiễm. Tâm cảnh quý vị tự nhiên phóng khoáng, người thấy ắt vui, rất dễ gần người. Mọi người tiếp xúc với quý vị đều có thể sanh tâm hoan hỷ. Chúng ta dùng tâm hoan hỷ đối người, thì người ta dùng tâm hoan hỷ đối với chúng ta. Chúng ta dùng nhiệt tâm để quan tâm người khác, người khác cũng sẽ quan tâm chúng ta. Đây là đạo lý của cơ bản làm người. Chư Phật Bồ Tát là người tốt bậc nhất của thế gian. Chỗ không giống nhau giữa người tốt thế gian và Phật Bồ Tát. Người thế gian tốt không tách khỏi phân biệt chấp trước. Chư Phật Bồ Tát hoàn toàn tách khỏi phân biệt chấp trước. Không giống nhau chỗ này. Chú giải quan trọng nhất là hai câu phía sau: trí quan duyệt cơ hoặc lũy bất sanh. Hai câu này mới là Bồ Tát thị hiện chỗ tinh túy tu hành chứng quả. Cơ là đại chúng. Dùng cái gì khiến mọi người sanh tâm hoan hỷ? Trí huệ quang minh. Ý nghĩa hàm chứa hai chữ trí quang này rất sâu, rất rộng. Ở trong Phật Pháp nói, trí là nói căn bản trí, quang là nói hậu đắc trí.
căn bản trí là thể của trí tuệ, hậu đắc trí là tác dụng của trí tuệ. Tác dụng vô lượng vô biên. Vì vậy có thể ứng cơ, có thể ứng trùng trùng căn cơ. Chúng sanh căn trí tùy bất đồng, tiếp xúc Phật Bồ Tát chắc chắn sẽ có hai loại hiệu quả. Một là phá hoặc, phá mê, phá mê khai ngộ. Một là phiền não khinh, lũy là phiền não. Chắc chắn là phiền não nhẹ, trí huệ sanh. Họ làm sao không hoan hỷ? Cho nên trong đắc pháp có đại hỷ. Chúng ta học Phật, thân cận Phật pháp, có đắc được loại lợi ích thù thắng này không? Nếu không đắc được, chúng ta tu học sẽ có vấn đề. Nếu như đắc được, đây là bình thường. Tu học ở trong Phật pháp nhất định đắc được. Nếu như đắc không được, bản thân nhất định phải phản tỉnh. Vì sao người khác đắc được, ta không đắc được? Ta và người khác cùng nhau tu học, họ do nguyên nhân gì đắc được, ta lại do nguyên nhân gì không đắc được? Phải tìm ra nguyên nhân này. Gọi là khai ngộ, gọi là biết dụng công, gọi là khéo học. Không chịu nghiêm túc phát hiện lỗi lầm của mình, chỗ khuyết điểm, quý vị làm sao sửa sai làm mới được? Nhà Phật thường nói khai ngộ. Khai ngộ là gì? Chỉ cần tìm ra khuyết điểm của bản thân thì là khai ngộ. Vì thế người tu hành mỗi ngày có chỗ ngộ, mỗi ngày phát hiện khuyết điểm bản thân ở chỗ nào, sửa đổi khuyết điểm gọi là chân tu hành. Sửa đổi tư tưởng, hành vi sai lầm, đây là tu hành. Chân tu làm gì không có được đạo lý thực lợi? Lợi ích chân thực quý vị nhất định đắc được. Lợi ích chân thực chính là trí huệ sanh, phiền não nhẹ. Trí huệ tăng trưởng mỗi năm, tăng trưởng mỗi tháng. Phiền não giảm nhẹ mỗi năm, giảm nhẹ mỗi tháng. Quý vị đương nhiên có thành tựu. Loại hiện tượng này người xưa thường nói lòng thành bên trong hiện ra bên ngoài. Phiền não ít đi
thì dung mạo của quý vị sẽ thay đổi. Trong thế pháp thường nói, tướng tùy tâm chuyển. Tâm của quý vị thay đổi. Trước đây tâm quý vị là phiền não, tâm đầy phiền não. Bây giờ phiền não ít đi, trí huệ tăng trưởng. Cho nên dung mạo của quý vị sẽ thay đổi. Thể chất của quý vị sẽ thay đổi. Cũng chính là nói sức khỏe của quý vị sẽ thay đổi. Hoàn cảnh sinh sống của quý vị sẽ thay đổi. Điều này đều biểu hiện ở bên ngoài. Vì thế, nói đây là lợi ích công đức chân thực. Người thế gian bình thường chúng ta ngày nay, họ không hiểu đạo lý này. Họ muốn đi tìm cách chữa trị, dựa vào thuốc, dựa vào những thứ này để thay đổi, giúp bản thân khỏe mạnh trường thọ. Phật pháp không phải. Phật pháp là dùng tâm lý, không mượn những phẩm vật bên ngoài. Cho nên trong Phật pháp không có tác dụng phụ. Do đó biết được tự hành chính là quá tha. Tự hành và quá tha là một sự việc. Quý vị muốn quá tha cần phải tự hành. Bản thân quý vị đều không thể thay đổi chính mình, quý vị làm sao có thể giúp đỡ người khác? Quý vị đối với những điều nói trên kinh điển Phật giáo, quý vị làm sao sanh ra tín tâm được? Điều Phật nói chúng tôi hiểu. Tôi đi làm được rồi. Kết quả hiển nhiên giống như trong kinh điển nói, tôi mới thực sự tin tưởng. Lúc tôi nói mới chắc như đinh đóng cột, không có mảy may hoài nghi. Chính mình có thể làm minh chứng. Nhà Phật nói học có ba thứ lớp. Đầu tiên là đem những đạo lý này nói rõ chân tướng sự thật cho chúng ta nghe. Căn tánh lợi vừa nghe liền hiểu thì họ tiếp nhận. Người căn tánh kém một chút cần phải dùng thêm chỉ dạy khẩn thiết, dùng từ bi chân thật cảm động họ. Vị thầy này đối với tôi tốt như vậy, nếu tôi không chịu chăm chỉ học tập có lỗi với họ. Người căn tánh kém, người kém hơn một bậc, khuyên họ họ không tin. Họ nhất định phải thấy được bằng chứng. Nhà khoa học bây giờ là người căn tánh thứ ba. Chuyện gì cũng phải lấy ra bằng chứng. Không lấy ra được bằng chứng, không tin. Vì thế cuối cùng Phật cũng đem bằng chứng ra. Bằng chứng là hiện thân thuyết pháp. Tu trì của mình, nhân quả nghiệp báo của mình chính là bằng chứng tốt nhất. Bản thân chúng ta không chịu chăm chỉ tu hành, bản thân tu hành chưa có kết quả, bằng chứng của quý vị không lấy ra được. Bằng chứng không lấy ra được, quý vị nói Phật pháp khuyên người tốt như thế, như thế. Người ta xem điều bộ quý vị nói tốt như thế, quý vị đắc được chưa? Quý vị chưa đắc được. Bản thân quý vị cũng không đắc được. Quý vị dạy tôi làm sao tôi đắc được?
Một câu nói người ta đã bác bỏ quý vị rồi. Bản thân nhất thiết phải làm được. Phật nói rất hay, diễn thuyết cho người, diễn chính là bản thân biểu diễn. Bản thân phải làm được. Không phải biểu diễn cho một người nào đó, là biểu diễn cho tất cả chúng sanh. Phật pháp tổng quy kết không ngoài tam học với định tuệ. Phổ phóng bảo quang minh dương, ngài tu học quang minh thanh tịnh. Thân thanh tịnh là thành tựu giới định, quang minh là thành tựu trí huệ. Chúng ta phải xem rõ ràng. Giới là gì? Như lý như pháp, tuân thủ giáo giới của kinh điển. Đại sư Thiện Đạo dạy chúng ta, Phật dạy chúng ta phải làm, chúng ta chăm chỉ nỗ lực đi làm. Phật dạy chúng ta không được làm, chúng ta nhất định không vi phạm. Đây là giới học. Ở trong kinh luận, Phật nói rất nhiều rất nhiều. Đại đức xưa dạy chúng ta thọ trì. Một, hai bộ kinh luận, cả đời chúng ta thọ dụng cũng không hết. Thọ trì không được quá nhiều. Chọn một, hai bộ kinh. Rất nhiều đại đức xưa nay, tại gia xuất gia, một đời một bộ kinh. Chúng ta xem tổ sư Tịnh Độ Tông, đại sư Liên Trì, đại sư Ngẫu Ích, gần đây đại sư Ấn Quang, một bộ kinh Di Đà. Kinh luận khác có thời gian, có năng lực, có thể xem thử, giúp quý vị lý giải, giúp quý vị hiểu sâu nghĩa lý. Đây thuộc về trợ tu. Tu chính chỉ một bộ kinh. Một kinh thông, tất cả kinh đều thông. Tiêu chuẩn của thông là kiến tánh. Mỗi bộ kinh đều là Như Lai từ trong tự tánh hiển bày ra. Do đó, mỗi một bộ kinh đều kiến tánh. Vì vậy đến kiến tánh mới gọi thông. Một bộ kinh thông, hết thảy mọi kinh pháp toàn bộ đều thông. Không những thông Phật pháp, thế xuất thế gian pháp đều thông. Vì sao? Tất cả pháp đều do tự tánh biến hiện. Hoa Nghiêm nói, duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Thế xuất thế gian pháp đều thông. Về sau cuộc sống quý vị
chính là cuộc sống Phật Hoa Nghiêm. Phật Hoa Nghiêm là cuộc sống gì? Cuộc sống không chướng ngại. Lý vô ngại, sự vô ngại, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Đây chính là cái gọi là đại tự tại, đại viên mãn. Quý vị đắc được cuộc sống này, đây là thọ dụng chân thực, đây là thị hiện chân thực, quang minh thanh tịnh đạt đến cực điểm. Cho nên tu hành, Bồ Tát vì chúng ta thị hiện là thân tâm. Quang minh là nói tâm, thanh tịnh là nói thân. Tóm lại chúng ta phải hiểu, ưu điểm của Hoa Nghiêm là kinh văn dài, nội dung phong phú. Chỗ tương đối khó khăn một chút, Đại sư Thanh Lương đều chỉ ra cho chúng ta rồi. Thời kỳ mạt pháp, thành phần tri thức ở trên bộ kinh này đắc lợi ích chân thực. Điều này chúng ta cần phải học tập. Tiếp theo, câu phía dưới, câu thứ 9: Kim Cang Thọ Qua Tràng Càng Thác Bà Dương, Đắc Phổ Tư Dinh Nhất Thiết Thọ Linh Kiến Giả Quan Hỷ Giải Thoát Môn. Bồ Tát tu học pháp môn này, từ trong ví dụ mà nói, dùng cây để làm ví dụ. Ở trên kinh Phật dùng ví dụ này nhiều vô cùng vô cùng. Trong Tịnh Độ Tông nói thế giới Tây Phương Cực Lạc, cây quý báu thành hàng. Cảnh quan đẹp, đủ để khiến chúng ta sanh tâm quan hỷ. Nhưng nó có ý nghĩa sâu hơn. Cây có ý nghĩa là gì? Cây là lập nên, cũng chính là điều người thế gian chúng ta nói: thành tựu, học nghiệp, đạo nghiệp, sự nghiệp. Đây là cây. Nếu như hiểu rõ ý nghĩa này, bất luận ở chỗ nào chúng ta nhìn thấy cây, thì quý vị phải hồi quan phản chiếu: đời này ta ở thế gian có lập nên gì hay không? Trước đây nhà nho dạy học thường nói tam bất hủ, đó là lập nên, lập công, lập đức, lập ngôn. Đây là lập nên của nhà nho. Lập nên của nhà Phật là đoạn ác tu thiện, phá mê khai ngộ, chuyển phàm thành thánh. Nhà Phật lập nên dạy học.
quý vị có thể đoạn ác tu thiện, thành tựu của quý vị là phước báo nhân thiên, quý vị sẽ không đọa tam đồ. Nếu quý vị phá mê khai ngộ được thì quý vị có năng lực vượt qua lục đạo luân hồi. Xem trình độ phá mê khai ngộ của quý vị, thành tựu của quý vị cũng không giống nhau. Người phá mê khai ngộ ít, tứ thánh pháp giới phá nhiều, nhất trần pháp giới. Lúc này thực sự là chuyển phàm thành thánh. Điều này lập nên dạy học của nhà Phật. Ở trong chú giải, Ngài Thanh Lương nói: pháp thủy biến, tư bồ đề thực hành, hành tức thọ lập, kiến giả tức quan, vô phục nhị thừa, nhất thiết giai bồ đề thọ giả. Chúng ta đọc đoạn văn này nhưng không được chấp tướng. Cây bồ đề là gì? Bồ Tát Đại Thừa. Đây là quả. Nhân là pháp thủy biến tư. Câu này là nhân. Thì giống như cây cối, mỗi ngày quý vị dùng nước để tưới tẩm nó thì cây này sẽ trưởng thành cao lớn. Nếu dùng nước pháp để tưới tẩm nó, chỗ này là coi người, coi cho người tu học Phật pháp ví như một cái cây. Mỗi ngày tưới tẩm cây, mỗi ngày người học Phật không được rời xa Phật pháp. Cái gọi là huân văn thành chủng. Trước đây chúng ta cũng đặc biệt nhấn mạnh câu nói này. Chúng ta phải nghe Phật pháp. Năm đó Thế Tôn tại thế thuyết pháp 49 năm, giống như nói lên lớp cho mọi người mỗi ngày. Trong số học trò có một nhóm chúng thường theo. Chúng thường theo là mãi mãi đi theo thầy, không rời xa thầy. Đây là 1255 vị trên kinh ghi chép chúng thường theo. Không phải chúng thường theo, trên kinh điển thông thường không ghi chép. Người quá nhiều, chúng đó gọi là chúng luân lưu. Chúng thường theo nhiều như thế là làm gương mẫu cho chúng ta, làm thị phạm cho chúng ta. Nếu như chúng ta là người trình độ trung đẳng, không phải người thượng thượng căn, phải thường xuyên thân cận thầy, không được rời xa thầy, thì giống như những học trò năm đó không được rời xa Thế Tôn. Mỗi ngày tiếp nhận giáo huấn. Thực ra nhóm học trò đó có rất nhiều là chư Phật Như Lai ứng hóa.
có rất nhiều là Đại Bồ Tát tái lai, không phải người phàm. Biểu diễn của họ là tấm gương cho chúng ta xem. Ở trên kinh Phật nói rõ ràng cho chúng ta, Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên đều là của Phật tái lai. Thật sự là diễn thuyết cho người, biểu diễn cho chúng ta xem. Thân cận thầy thời gian dài, mỗi ngày nghe thầy giảng bài, đây chính là pháp thủy biến tư. Sau khi nghe xong hiểu được, không có hiểu sai ý. Sau khi hiểu xong làm được, là thực hành Bồ Đề. Không thực hành được thì không gọi Bồ Đề. Chúng ta phải đem điều chúng ta nghe được, học được, lời giảng hiện tại phải thực hành. Nếu làm được là thực hành Bồ Đề, không thể thực hành được không gọi là Bồ Đề. Chúng ta phải đem điều chúng ta nghe được, học được, dùng lời bây giờ nói, phải thực hành, phải đi làm được. Hành của chúng ta mới lập nên. Trước đây nhà Nho nói tam thập nhi lập, thì giống như một cái cây trưởng thành. Tứ thập nhi bất hoặc, ngũ thập nhi tri thiên mệnh, lục thập nhi nhĩ thuận. Đây là cảnh giới của lão Khổng Tử. Chúng ta xem thử người hiện đại chúng ta, 40 tuổi vẫn chưa hiểu chuyện, quý vị nói có tệ hại hay không? Rất nhiều, rất nhiều. Chúng ta sống trong một xã hội như vậy, một hoàn cảnh như vậy, may mắn trên kinh Vô Lượng Thọ Phật đem những vấn đề này nói ra. Sau khi chúng ta nghe xong, phản tỉnh kiểm điểm nghiêm túc, bản thân phải nên làm thế nào? Phật nói tiên nhân bất thiện, bất thức đạo đức, vô hữu ngữ giả, thù vô trách giả. Xã hội ngày nay quả thực là như vậy. Người thời đại trước chẳng chỉ dạy chúng ta thời đại này, chúng ta làm sao biết được? Vì chúng ta vô tri. Phật Bồ Tát không trách chúng ta. Phật Bồ Tát đã không quở trách, chúng ta càng không thể trách người. Chúng ta phải hiểu được họ không tiếp nhận lời dạy của Thánh Hiền. Như tôi từng tuổi này tiếp nhận giáo dục của Trung Quốc ngày xưa mới 2-3 năm. Lúc 7-8 tuổi, sau khi 10 tuổi, giáo dục Trung Quốc ngày xưa không còn nữa, liền biến thành trường học giáo dục kiểu mới. Đại khái người lớn hơn tôi 5 tuổi, họ ở trong giáo dục năm đầu dân quốc mới học qua giáo trình tu thân. Lúc tôi 7-8 tuổi thì giáo trình này mất rồi.
Tên giáo trình này đổi thành công dân. Chúng ta đến trường đi học có giáo trình công dân. Nội dung so với tu thân còn cách quá xa quá xa. Bây giờ chúng ta thử xem tỉ mỉ những sách giáo khoa này, thật sự là đời này không bằng đời tiếp. Giáo dục hiền thánh ngày xưa đem nó dứt bỏ toàn bộ. Truyền bá một số tư tưởng dân chủ tự do khai phóng. Những tư tưởng này chúng ta cân nhắc tỉ mỉ. Chỗ tốt cố nhiên có, sai sót quá nhiều. Ngày xưa, người bây giờ cho rằng đó là tư tưởng phong kiến. Chúng ta nghe xong không cho là vậy. Giáo dục ngày xưa là tư tưởng thánh hiền, tuyệt đối không phải tư tưởng phong kiến. Dùng câu nói tư tưởng phong kiến là mạt sát sự dạy học của thánh hiền. Vì thế ngày nay mới có bạo động xã hội, mới có tai họa rất nhiều rất nhiều. Năm đó những người nói câu này phải chịu trách nhiệm nhân quả. Đừng cho rằng quý vị không có tạo tội nghiệp. Câu nói này của quý vị ảnh hưởng lớn biết bao. Cho nên khởi tâm động niệm của chúng ta, ngôn ngữ tạo tác không thể không thận trọng. Người xưa tam thập di lập, đó chính là nói đức hạnh, học vấn, trí tuệ của họ có chỗ kiến lập. Là nói ý nghĩa này, chẳng phải nói sự nghiệp của họ, chẳng phải nói trạng thái cuộc sống của họ, là nói trí tuệ, đức hạnh, học vấn của họ có kiến lập được không? Đây là một giai đoạn. Tứ thập nhi bất hoặc, công phu tương đương sẽ không bị ngũ dục lục trần của xã hội mê hoặc nữa. Không mê nữa. Trong Phật Pháp là giác mà không mê. Đây là chân học vấn. Cho nên một xã hội có thể trị dài an lâu. Một người trong một đời có thể an phận giữ mình, tiêu nghiệp chướng mà không tạo nghiệp chướng. Đây là trí huệ chân thực. Dù cho trong đời này nghèo hèn, người có học vấn, có đạo đức an phận nghèo hèn, lão Khổng Tử nghèo hèn, Nhan Hồi nghèo hèn, tiền đồ là một trời quang minh. Tại sao người có học vấn, có đạo đức sống cuộc sống nghèo hèn? Ngũ thập nhi tri thiên mệnh. Họ hiểu được hoàn cảnh cuộc sống của chúng ta, mọi thọ dụng. Đây là mối quan hệ nhân quả. Trong đời quá khứ ta không có tu nhân tốt,
đời này ta muốn đắc quả báo tốt, làm gì có đạo lý này? Không thể được. Trồng nhân như thế nào, nhất định có quả báo như vậy. Tri thiên mệnh chính là hiểu được đạo lý và chân tướng sự thật của nhân duyên quả báo. Tâm họ an. Quý vị có tiền rất tốt, tôi cũng không ngưỡng mộ. Tôi biết trong đời quá khứ quý vị tu nhân, đời này quý vị tu thành quả tốt. Quá khứ tôi không trồng nhân này, tôi đến đâu thu hoạch? Cho nên đối với người được tài sản lớn, đại phú quý, họ sẽ không ngưỡng mộ, cũng không đi nịnh bợ. Họ rõ ràng sáng suốt, minh bạch tường tận. Nếu ta muốn được tài sản lớn, đại phú quý, hôm nay ta tu nhân thì ngày mai đắc được. Nhưng phải thật sự thấu triệt rõ ràng, biết điều này chẳng phải là chuyện tốt. Vì sao? Người phú quý cơ hội tạo nghiệp nhiều, người nghèo hèn cơ hội tạo nghiệp ít. Cho nên thế xuất thế gian, người thật sự có học vấn, người tu đạo đều bằng lòng sống một cuộc sống thanh đạm, tự tại. Trong tâm chẳng có lo lắng, chẳng có vướng mắc, chẳng có phiền não, quý vị nói vui vẻ biết bao. Cuộc sống vật chất rất đơn giản, mỗi ngày chỉ ăn no mặc ấm thì đủ rồi, muốn thêm nhiều làm gì? Thêm nhiều chính là tích lũy. Cho nên quý vị khách quan quan sát, quý vị xem người thế gian, người ta đại phú quý, tài sản tích lũy, sản nghiệp rất nhiều rất nhiều, sau khi chết rồi không mang theo thứ gì, để lại con cháu tạo tội nghiệp. Nếu họ không có những tài sản này, con cháu họ vô cùng hòa thuận, vô cùng đoàn kết, tương thân tương ái. Vừa có những tài sản này, người già còn chưa chết, còn con cháu cháu đều là quan gia đối đầu, tranh giành tài sản. Đây không phải yêu thương con cháu, điều này là đem con cháu tống vào địa ngục. Có chỗ tốt gì? Chúng ta ở bên cạnh khách quan quan sát, nhìn thấy rất rõ ràng. Thế pháp cũng như vậy, Phật pháp cũng như vậy. Trong Phật pháp, trưởng bối tổ chức xây dựng một số chùa lớn, sau khi chết để lại cho những chúng đệ tử đánh nhau. Xã hội này bây giờ biết bao vì tranh giành tài sản chùa đến tòa án, cáo trạng vào lao ngục. Người xuất gia còn làm việc này, mất mặt hết sạch. Đây là nghiệp chướng do lão hòa thượng bậc trước tạo ra. Đi sai rồi. Do đó biết được tài vật chắc chắn không phải thứ đồ tốt, cần phải đem nó xả bỏ sạch sẽ, xử lý sạch sẽ. Trong đời này của tôi, có người muốn cúng đạo tràng cho tôi, đầu tiên tôi hỏi ông ta, ông có phải muốn hại tôi không?
Tôi ở Đài Bắc giảng Phong Văn cư sĩ cúng giảng đường cho tôi. Giảng đường ở đại lộ Hàng Châu Nam, tôi liền hỏi ông có ý hại tôi phải không? Ông nói không dám, con không dám hại pháp sư. Tôi nói ý ông rốt cuộc là gì? Ông nói chúng con hy vọng hoằng pháp lợi sanh. Hoằng pháp lợi sanh, tôi liền dạy ông quý vị thành lập một tổ chức tài chánh, cử ra một ban quản trị, giả lại ở trên pháp luật, nhất định phải có văn bản giao ước. Sau này chúng tôi không làm nữa, giải tán. Tất cả tài sản của đạo tràng này thuộc về quốc gia, nếu quốc gia không thu lại thì không thuộc về bất kỳ người nào. Như vậy sạch sẽ. Chúng ta làm theo như thế, họ rất nghe lời, làm theo như vậy. Làm như vậy không sai, nhưng quý vị vẫn là hại tôi. Ông nói, còn chuyện gì nữa? Tôi nói, đạo tràng phải chi tiền đúng không? Đương nhiên phải chi tiền. Vậy quý vị bảo tôi đi cúi đầu chắp tay xin tiền, quá duy nhân người để duy trì đạo tràng. Ông ta không phải hại chết tôi sao? Sau khi tôi nghe xong, vậy làm sao đây? Tôi nói, một tháng phải chi tiền bao nhiêu? Ông nói, gần 5-6 vạn. Tôi nói, ông cung cấp, nếu ông không cung cấp tôi không nhận đạo tràng của ông. Sau cùng ông cung cấp. Vậy được, tôi không cần lo lắng điều gì. Đạo tràng hoạt động được 3 năm, thu nhập đủ chi tiêu. 3 năm sau tôi mới bảo ông, bây giờ ông có thể không cần cung cấp nữa. Ông đã cung cấp được 3 năm. Ông ấy muốn tôi đi quá duyên với người khác, đi than khổ với người khác. Đạo tràng tôi khó khăn quá, không duy trì được nữa. Lúc chúng ta làm sự việc này, đó là sai. Làm sao có thể làm chuyện này? Cả đời không lo lắng, cả đời không cầu người. Quý vị nói vui vẻ biết bao, tự tại biết bao. Chúng tôi giữ gìn nguyên tắc này cả đời. Trước đây ở Đài Loan, Hàn quán trưởng giữ nguyên tắc này, giảng Phong Văn sau khi học xong cũng giữ nguyên tắc này. Chúng tôi rất tự tại. Ở chỗ chúng tôi, việc cúng dường đều là tự động. Cúng dường nhiều thì chúng tôi làm nhiều, cúng dường ít thì làm ít. Không cúng dường là tốt nhất, thì chúng tôi không có chuyện làm. Quý vị nói tự tại biết bao. Bản thân nhất định phải làm gì làm gì. Vậy là làm cho bản thân mệt chết. Đó không phải là tự lợi, mà tự hại. Mình hại mình. Điều này không có trí huệ. Lời của Phật là chân thật, không phải giả dối. Chỉ cần yêu giáo phụng hành, nhất định có thành tựu bất tư nghị. Nhưng người nhất định phải có trí huệ. Không được gì danh văn lợi dưỡng mà mê. Vậy thì hỏng rồi. Bản thân chúng ta kiên dè, cẩn thận thận trọng, chỉ sợ có sai sót. Niệm niệm đều tuân thủ lời dạy của kinh điển, không dám trái lại. Bản thân chúng ta chỉ có một mục đích đơn thuần, cầu sanh tịnh độ. Nếu như chúng ta tạo nghiệp đối với giảng sanh tịnh độ, chắc chắn sanh ra chướng ngại, nhất định không tạo tội nghiệp. Thời thời khắc khắc giữ gìn thanh tịnh bình đẳng của mình, xử sự đãi người tiếp vật dùng tâm chân thành,
tâm từ bi, tâm ái vô tư vô điều kiện, giúp đỡ tất cả mọi người xã hội. Thôi, thời gian hôm nay đến rồi, chúng ta giảng đến chỗ này.